Hà Nội rồi. Đây, ai cũng là tỉnh táo hết trơn nha. Không phải về vẫn còn xinh đẹp. À, thấy nó vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Mà ở 3 ngày nữa là tàn tạ nhan sắc đó. Mát ở trong xe 35 độ ngoài chắc phải 37. Okay, hôm nay gia đình đi đón gia đình của Vin với Linh bay từ bên Mỹ về nè. Thì đâu rồi? Thì đi đón Vincent nè. Về có bạn rồi đó. Đang trên xa lộ. Chuyến bay bay từ Los Angeles về tới Đài Loan. Đài Loan bay về tới Hà Nội. Máy bay xuống 11 giờ lẻ 5 trưa. Rồi, đã đến sân bay Nội Bài. Trong lúc chờ đợi đón gia đình Vinh này đi kiếm cà phê, đây có Burger King nhé. Đi quốc tế mà ít bữa mình bay về lại Mỹ mình cũng đến chỗ này thôi. Đây là khu ẩm thực nhé, có Highland Coffee. Nhà hàng sân bay Nội Bài. Giá đắt lắm nha. À, tìm được quán cà phê rồi. Lucky Restaurant. Dạ, giờ đông nghe mấy đợt mà trước mình về thấy nó bán đầy đủ lắm. Giờ thấy nó nhà thấy mấy cái tiệm đóng luôn rồi đó, thấy không? Chắc buôn bán sau dịch cái là không mở lại luôn. Bên kia hồi xưa là cũng là mấy cái chỗ bán nhà hàng rồi hết giờ đóng hết rồi kìa. Đây, hiện tại giờ là 12 giờ kém 5 trưa. À, thì mình thấy có một chiếc máy bay China Airlines, có thể chiếc máy bay này là của Vin với Linh, gia đình Vin Linh đi đây. Vì thấy nó cũng đúng cái giờ đáp. Đây, có thể chiếc này đây, China Airlines. Rồi, đúng chiếc này rồi, nó đã quẹo để vào chỗ đậu để thả người này. Đúng chiếc này rồi. Rồi, đã vào đến nơi đưa người xuống rồi đây. Đây, vào đang trong lúc ngồi chờ mà gia đình của Linh thì vô thằng hai Highland Coffee gọi hai ly này. Tầng 3 của cái sân bay Nội Bài. Thấy nó cũng sạch sẽ, rộng rãi. Đón được gia đình của Linh với Vinh rồi nha. Đây là chị của Vinh gọi được có đây luôn rồi. Về tới Hà Nội mạnh khỏe. Cái này là qua bên kia là để bắt gái và bắt xem. Bắt nói cho đứa con tôi đâu rồi. Đây, đại gia đình đã có mặt tại sân bay Hà Nội. Bà ngoại yên tâm rồi đúng không? Chơi cần cái gì? Cái điện thoại ha. Gọi Vincent, Vincent gọi cho phone cái bao của Vincent. Nè, nhà mình hơi bị náo động quá nha. Nhà mình hơi bị náo động quá nha. Không sao, it's okay. Đi có nhà. Điên hả? Đi tiếp vài lần là hết điên à? Không, em nói chung là Hồng Kông không? Hỏi thiệt thôi, hỏi thiệt chứ lắm. Chơi trận đâu? Đệ tử đâu rồi? Chơi trận đâu cho bà ngoại coi kìa. Vinh trận đâu? Vinh trận kìa. Why did you get? Từ từ em, từ từ. 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 Từ không mà mấy hôm bữa là mấy hôm đó nha. Dễ sần lắm nghe. Dễ sần là mấy đứa chị nha. Không đau quá trời.
Sài Gòn. Mày đặt gì trước rồi là bà bé quyết. Rồi sắp về đến nhà rồi nha. Đây đã về tới chỗ ở rồi đây. À. Thôi giờ mình đưa lên phòng nha. Đây bà ngoại ơi, mấy cháu mấy con về đầy đủ hết rồi này nha. Thấy vui không? Quá vui luôn đó. À. Nè con có gửi lời thăm gì chị không nè? Ra Hà Nội thiếu tiền đúng không? Thấy không? Ở đây nhìn ra ngoài kia là cái view này, đó những cái tòa nhà cao này. Sáng tắm không? Vô tắm đi. Nhà này là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Ở đây là không gian bếp này. Đó. Cũng được ha. Ở chỗ này thấy cũng thấy ok. Ừ. Đây cái phòng này là phòng thứ hai mình quay nè. Đây là bathroom nha, cũng ok lắm nha. Cái phòng VIP, phòng VIP này, master bathroom nha. Wow, cũng rộng lắm. Đây là cái master bathroom này, cũng lớn lắm. Rồi, phái đoàn đi vào. Phái đoàn đi vào, ai cũng đói bụng hết trơn rồi. Đây, mát không? Hôm nay mát không? Việt Nam hôm nay mát không? À, có đâu đâu bao nhiêu đâu, có 30 mấy độ nha. 37, 38 á. Vinh mấy người đếm tất cả mấy người hết à? Không, cái dãy này là đủ đó. Mười mấy người em. À, con nè. À, 4, 3 là 7. 7 với là 3 là 10. Ngày hôm nay gia đình ăn buổi trưa ở nhà hàng ở Hà Nội nha. Lấy cho bạn, đưa cho bạn Liên Dũng. Uống đi Vinh, ăn kêu bia nữa. Uống bia kìa, uống bia. Anh nào uống bia, uống bia gì? Bia hơi đi Dũng. Đậu bia đi. Vui lắm. Em nói chở mình đi. Tại sao? Nó nói là nó không có cho gì mướn là không có bên đâu. Nói không ngừng luôn. Vì con muốn chở đi. Học ơi. Nấu thịt đây kìa. Ừ, nấu thịt đây. Rồi. Nó em chửi con, em mà không có chửi không, em không chửi à. Ngày đầu tiên về Hà Nội coi như là, thấy không? À, lẩu nha. Quá. Yes, I think so. If it's bún riêu, đúng rồi đó. Đây đây kìa. Bún riêu anh chưa? Ăn riêu chưa? Không ăn bún là không ăn cơm. Ok, rồi. Ok, đúng rồi đó. Ủa vui lắm Thành, trời lâu lâu. Ngày mai anh Thành có đi làm không? Đi làm thinh. Chừng đâu đi làm thì uống, mà không đi làm thì uống. Eat first, if you want to chew, you try out. I said I don't know.
lúc chân thành ăn nha. Không cứ tự nhiên đi nha. Không ấy gì. Này không phải nhà em đâu. Sợ bị lạc. Hai dĩa thịt hết sạch rồi nè. Đúng rồi, lúc là vừa đói vừa khát nước rồi đúng không? Hà kêu nó ra, Hà kêu ra giải quyết đi. Ủa, còn sao còn cái cánh gà không có đứa nào ăn vậy? Mẹ đó, của mẹ đó. Không, bây giờ mình đem về, nó có đói không? Đem về thì nó hay đói sẵn đó. Đó là gà thì thấy chưa, thấy tận mặt chưa, thấy tận mặt chưa, thấy mấy bữa rồi chắc bên đây tôi tạm biệt tụi bay nha. Nhạo quá cái này hình chảo luôn, mình nhạo đấy. Nó tự nhiên đó là từ giờ nó vậy đó. Yeah, nó phục vụ rất là tốt nha. Cảm ơn làm mấy bữa ăn ngon cho gia đình anh nha. Ok, bye thầy. Chơi trận về Việt Nam vui không? Vui. Ok, bye bye. Bà nói cho bác Dũng đi. Nói sao à? Nói sao? Bye mọi người. Rồi sao nữa? Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Nhớ nha. Nhớ cái gì? Nhớ. Subscribe. Subscribe and like. Rồi chờ đây rồi. Đó chờ đây nè. Đó vào đi. Ở đây. Hả? Tao chờ muốn mua gì nó mua. Đó, muốn mua gì mua. Ô phái đoàn này vào chắc có lẽ phải mấy chục triệu á. Siêu thị này nó nằm ngoài dưới tòa nhà của Vinh đang ở luôn. Nó có cái chợ đầy đủ hết. Nam náo làm náo loạn đó. Trời ơi.